công chuyện anh đi gấp chút xíu nha, lát anh về nha. Vi, đi nữa kìa. Đi nữa kìa. Dạo này á, chú Kiệt sao á? Bây giờ là đi với bà Thanh á, người yêu cũ của ổng nữa đó. Người yêu cũ hả? Ờ. Vậy bữa cô nói với con là bạn học cũ mà. Nói là nói vậy thôi. Bạn học cũ kiểu gì mà kỳ cục vậy? Tự dưng bao nhiêu người sao bà không rủ? Rủ mình ơn ổng à. Nào là mấy chục năm mới gặp lại, nào là thế này, nào là thế kia. Ôi, coi mặt à. Cái này là cô ghen này nha. Nhưng mà cô ơi, con thấy gì đâu. Con không có thấy cái gì hết trơn. Thực ra cô không có ghen, nhưng mà tại vì cô bực mình thôi. Cái thái độ của ổng ngộ quá. Trơ trơ trơ, con thấy không? Trơ trơ vậy đó à. Vô nói chuyện tỉnh bơ nào là gì. Ông nói sao với ông nói à, bây giờ muốn đi chơi người yêu nói đại đi. Bày đặt nói gì đi ra quán cà phê bàn công việc cái gì với bà Thanh đó. Nhưng mà hồi nãy á, lúc mà chú nói chú đi ra ngoài quán cà phê á, rồi cô nói sao với chú? Cô có nói giống như là nói với con không? Không, thì cô nói đi đi, cái đi liền vậy đó à. Thì cô kêu đi chứ ai. Thì cái là cô nói vậy thôi chứ làm sao mà đi được liền kiểu đó. Bởi vì con á, bây giờ con phải đứng về phe cô, con hiểu không? Đi đánh ghen trận đi, chú đã cái nư cô đó. Trời, không với cô đi đánh ghen hả? Ừ. Trời, cái gì mà kiểu vậy á? Thì con á, lúc nào cũng đứng về phe cô hết đó. Nhưng mà cô ơi, bây giờ trước khi con đứng ra con bảo vệ cô, thì con muốn biết là cô có còn hay không. Còn gì? Ý là còn tình yêu chú Kiệt hay không á. Tại vì nhiều khi nha, người ta ghen, một là vì yêu, hai là vì cái tính chiếm hữu. Mà vì tính chiếm hữu là không có hạnh phúc lâu bền được đâu. Bây giờ là cô cứ tịnh tâm suy nghĩ đi. Rồi chừng nào suy nghĩ xong rồi alo con. Con nói cũng đúng á. Dạ. Mình ghen là bởi vì mình yêu hay là mình muốn chiếm hữu ta? Trời ơi. Phải ngăn chặn cái chuyện này. Ngăn chặn là ngăn chặn pháo. Ngồi xuống. Bây giờ tôi phải soạn vũ khí, tôi qua nhà bà Thanh cho bà một trận. Trời ơi trời, bà đá tôi nữa kìa trời ơi. Tôi nói thiệt, mệt ghê luôn hà. Bây giờ cứ hăng máu cái kiểu đó, ít nhất mình phải biết nhà bà Thanh ở đâu đó mình mới qua được chứ. Trời ơi, bây giờ cứ hăng máu vậy là đi qua bển là có án mạng rồi, ở tù hiểu chưa? Đúng. Ủa, không lẽ ý của Vi hả là mình cứ hăm dọa bằng cái miệng suông vậy thôi hả? Ít nhất là cũng phải giống cái thằng cha trên mạng á. Gì? Là gì? Rút súng ra bắn cái đùng. Tào lao. Sao tào lao? Rút súng ra phạm pháp sao? Bắn chỉ thiên thôi cha. Bắn chỉ thiên cũng đi vô tù. Ôi, tôi nói thiệt luôn á, tôi cảm thấy hả, tôi kêu hai người tới đây giống như sai vậy, sợ sai vậy đó. Em kêu đúng đối tượng là anh, chứ không phải bà này. Bà này toàn làm chuyện tào lao thôi. Tốt nhất bà chỉ ơn yên ở nhà, không làm gì hết. Còn mọi việc đã có Vivi. Để em. Bây giờ đem dây thừng hay là vỏ sầu riêng? Vỏ sầu riêng mà bỏ vô túi thế nào nghe mùi dây thừng với vỏ sầu riêng một lượt luôn á. Trời ơi, nhức cái đầu quá. Thôi, đến đó gặp cái gì phan cái đó. Cô Lan. Đi đâu à? Gì vậy cô Lan nè? Cái gì đây? Thì hai vé xem phim. Cái này là con mua con tặng cho cô chú để đi coi, coi như hâm nóng tình cảm. Con trả lại đi con. Dạ. Ngay bây giờ cô không còn tâm trí gì để mà coi phim coi phò, mà nhất là coi mà coi chung với cái người đàn ông đó là không có chuyện có cô coi rồi nha. Cô chú giận nhau hoài à. Thôi hâm nóng tình cảm lại một chút đi. Con có giận hờn. Cô nói thiệt á, cô không thể chấp nhận được cái người đàn ông mà trời ơi bồ bịch rồi, trời ơi bồ nhí rồi, trời ơi cô không đồng ý như vậy. Bây giờ á, cô phải đi đánh ghen đây. Vậy cô đi đâu chi cho mất công vậy? Con thấy chú Kiệt đang ở dưới kìa, chứ đâu có đi đâu đâu. Cô đâu có nói cô đánh chú đâu, cô đánh con mẹ kia. Ổng là chắc là xong rồi, ổng đi về đó. Ổng ở dưới ổng lấy điểm đó, ổng làm như là ổng xạo xạo, ổng bán cà phê đó. Kệ ổng đi, bây giờ cô tới cô xử con mẹ kia trước rồi tới ổng sau. Trời, thôi cô đừng có đi, bình tĩnh lại đi cô. Sao bình tĩnh được, nếu là con bình tĩnh được không? Dạ được. Trời đất ơi, con giỡn hoài. Anh Tú ơi, anh Tú ơi. Con kia anh Tú làm cái gì? Anh Tú. Mẹ. Anh Tú.
Mẹ à, con cũng biết chuyện rồi, con cũng hết sức hiểu được cái cảm giác của mẹ, cho nên con với Di á là bàn nhau tính toán hết rồi. Dạ. Bây giờ nhiệm vụ của mẹ bây giờ á, dụ ba đi coi phim đi. Đúng rồi. Giữ chân ba lại. Đúng rồi. Để cho tụi con, tụi con cái nhân tình của ba không thoát được, tụi con sẽ tự tay xử lý thay cho mẹ. Dạ đúng rồi. Thiệt ra là tụi con sắp xếp vậy nè, để hả cô với chú đi coi phim đó. Ở nhà tụi con chuẩn bị sẵn đồ nghề, coi như là xử lý bả là ra ngô ra khoai luôn. Làm sao mà được, của ai nấy đánh đi. Để đó, để mẹ đi mẹ tự làm. Trời ơi sao mà được. Bây giờ mẹ nghe con một lần. Con thương mẹ cho nên tụi con mới tính toán kỹ càng như vậy. Thứ nhất á, bây giờ mẹ mà đánh ghen như vậy, hình ảnh của mẹ sẽ sụp đổ trong mắt ba. Dạ đúng. Người rồi. Phụ nữ cao thượng đâu rồi? Không còn nữa. Bởi vậy mẹ chỉ cần dụ ba vô làm phim thôi, mọi chuyện tụi con lo. Dạ. Cô Lan danh giá vậy nè, tiểu thư đài cát gì mà tự nhiên đi đánh ghen. Coi như khác nào bà kia ngang hàng. Không được. Cô Lan cứ ở nhà, tụi con là có xử lý hết xong xuôi rồi. Cô Lan về coi như là xong xuôi. Êm chuyện không? Đó, mẹ thấy con làm được đúng không? Tụi con làm được. Rồi quyết định vậy đi. Dạ. Gì vậy? Gì mà đông đủ trong phòng chú gì mà rần rần vậy? Ba. Minh. Con sao? Muốn ba mẹ có thời gian cùng với nhau. Rảnh rỗi thì cùng nhau hẹn hò, xây dựng tình cảm với nhau. Hả? Con có mua 2 cái vé đi xem phim. Ba với mẹ cùng nhau dành thời gian chút xíu đi. Em, từ nhỏ nói vậy thì ý em sao? Anh à, thực ra thời gian qua thì tụi mình đã xảy ra quá nhiều chuyện. À. Em muốn bây giờ mọi chuyện nó trở lại như cũ. Đừng có xáo trộn tất cả mọi thứ nữa. Cho nên là em muốn kết thúc tất cả mọi chuyện đó. Do đó hay để mình đi coi phim đi anh. Rồi ở nhà tụi nó tự xử lý mọi chuyện. Ủa? Tôi mẹ con cái gì nói gì lạ vậy? Gì mà kết thúc mọi chuyện rồi tự xử lý là sao? Dạ cái này là giống như là cô với chú đi coi phim xong rồi ham nóng tình cảm. Ở nhà thì con với anh Tú thì chăm sóc mấy, nhà cửa. Đúng rồi, mấy cái việc mà lặt vặt trong nhà. Dạ, mấy cái chuyện lặt vặt. Dạ, quán cà phê rồi tụi con xuống tụi con để coi con hàng. Dạ. Một tay con coi. Rồi. Đi coi phim đi mình. Bây giờ nếu như mà ba mẹ mà không đi tới rạp chiếu phim á, thì ba mẹ sẽ không thể nào có cơ hội trúng thưởng một chuyến đi Paris. Dạ đúng rồi. 50 người tới rạp đầu tiên ha, là coi như là bốc thăm trúng thưởng chuyến đi Paris. Mà trời ơi, cô ơi, đi Paris bao nhiêu tiền mắc lắm. Bây giờ mình chỉ cần bỏ 2 cái vé xem phim ra mình trúng thưởng được. Trời ơi, chuyện mà chỉ cần bây giờ đến rạp phim càng sớm càng xong. Nãy giờ hai đứa không nói sớm. Dạ. Mình đi anh. Đi mình. Để trễ giờ. Đi mình. Tất cả vì chuyến đi Paris nha. Đảo tinh thần bả, lấy vỏ sầu riêng quăng vô mặt bả. Anh thấy em sao á, tự nhiên đi ra ngay bãi rác lụm mấy cái vỏ sầu riêng này về làm cái gì? Thiệt á, mình phải đánh ghen một cách văn minh, một cách khoa học. Hai anh chị bạn gì mà sơm dữ vậy? Con này nè, nó máu lửa quá, gom hết hàng cộ bao nhiêu đồ nghệ đem ra đi đánh ghen đó. Trời ơi, đánh chi cho cực vậy? Em sắp xếp cho hai cô chú đi coi phim lãng mạn tình cảm với nhau là xong xuôi rồi. Hả? Không có được. Nhưng mà cái bà Thanh là mình phải quánh ghen bả cho bả sợ. Giờ phải kiếm cái gì đó quánh nè. Trời. Giờ vô đây kiếm thêm cái gì đó. Cái bà bảy. Thiệt là hăng máu quá. Ở trong đây toàn đồ vậy. Đây thắc thương hết. Bảy. Này hiểu tôi rồi đó. Ơi, mấy đứa làm gì mà ung sâm. Ngồi xuống đây. Tao nói không có một cái kết phim nào nó lạ lùng như cái phim này. Ngồi xuống đi mình. Hai người yêu nhau xong rồi á, thấm thiết tới chừng hả, thì một cái kết đáng lý là phải ngon ha. Đúng cuối rồi. Cùng á, ung thư cặp luôn. Trời, đúng là phim hài. Anh cười cũng bể rạp luôn á. Đó ai cũng nhìn anh trời nhục. Bởi vì mới nói. Ủa sao như ba con chuột lắc đứng đó vậy trời? Làm gì đứng nhìn thò đỏ mặt vậy? Ủa? Ba mẹ quề nhau vụ cô Thanh rồi hả? Vậy là hai người hết giận nhau rồi hả? Có gì đâu giận, chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc mà đi thì không có vui vẻ cho lắm, nên chú quyết định là đưa vợ chú qua nhà cô Thanh. Tự nhiên hai bà gặp nhau hả, giống như là chị em ngàn năm kiếp trước không gặp, để cười tí tách xíu xích nói chuyện hoài không chế. Cuối cùng thì
về và chú đưa vợ chú đi xem phim. Vô xem bộ phim tình cảm hài lãng mạn đúng không mình? Ta nói như thổ 18 vậy thôi. Lúc mà cái hồn ma hiện về, vợ chú bố chặt anh ơi, em sợ, em sợ, em sợ quá. Cái lúc cái người ta mất đi, ta chia tay khóc em không muốn mất anh, em không muốn mất anh. Vậy đó, vậy làm sao chịu nổi này, biết nữa. Quá. Cái vấn đề là gì nè? Cô Thanh á, thực ra là chị họ xa của ba con, hiểu không? Nhưng mà cũng là bạn học của chú Kiệt nữa, Vi hiểu không? Dung hiểu không? Nhưng mà ông không có chịu nói, ông không nói cái chi tiết đó. Rồi ông cứ giấu giấu giếm giếm, tới chừng gặp rồi mới té ngửa ra là hai người, tức là cô Thanh có chồng rồi, nhưng mà hai người đang giận hờn nhau. Cho nên là chú Kiệt bữa giờ là thẩm tài thẩm thuật đến đó để làm nhịp cầu nối những bờ vui cho hai người đó. Đó, thì bởi vậy mình cứ ghen bóng như gió. Ghen không phải là ghen, mà vấn đề ở đây là mọi thứ anh phải nói cho em hiểu, đừng có tạo cho em bị suy diễn, đúng không mấy đứa? Dạ đúng. Dạ đúng. Trời đất ơi, sao mà vỏ sầu riêng dây thừng? Trời, cho mắm tôm nữa. Mắm quá trời vậy. Trời đất ơi. Trời ơi, sao giống dụng cụ đánh ghen vậy? Gì vậy? Đúng rồi. Mấy này soạn nó đi đánh ghen nè. Ê, bây giờ cô không đánh ghen nữa, giờ sao? Phải kiếm chuyện gì để đánh ghen cho anh tôi. Bây giờ mày... Tấu, làm gì hả? Uống trà đá. Vi đâu rồi hả? Hôm nay chú kiếm Vi làm gì vậy? Trời, có chuyện tao mới kiếm chứ. Tao qua đây á là để tao giới thiệu bạn trai cho ông Vi. Vậy hả? Ê, tao có thằng cháu. Cháu chú? Ừ. Ơi kìa. Hai. Con. Dạ. Con gái. Trời ơi, dễ thương quá. Chơi hả? Ừ. Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh xắn quá. Trời ơi, chú Hai nói thiệt nghe, cái gia đình nào có phước lắm đó nha, mới được con làm con dâu đó. Trời ơi, nè. Bữa nay sao chú Hai khen con dữ vậy? Bình thường anh Tú cứ ghẹo con hoài à. Nè, chú Hai định hỏi con là con có người yêu chưa? Nếu mà chưa có người yêu á thì chú Hai giới thiệu cho con thằng cháu ruột của chú Hai. Cháu của chú Hai luôn. Trời, nó đẹp trai mà nó học giỏi con ơi. Trời, mà nó thông minh, mà nó chung thủy lắm nha con. Con biết không, nó ăn món nào nó đang cả tuần lễ xong rồi nó mới bỏ, nó ăn qua món khác đó. Rồi là cái ăn đó mà nó còn chung thủy vậy đó con. Nè, nếu mà chịu cái chiều nay cái kêu nó qua đây, cái hai đứa đi ăn uống rồi xong đi coi phim rồi đi chơi với nhau tìm hiểu được thì chú đứng ra chú mai mối cho, chịu không? Chú Hai làm con buồn quá. Ủa sao vậy? Chú Hai nói là con xinh xắn, con dễ thương, nhà ai có phước lắm mới được cưới con về làm dâu, đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là con là đủ tiêu chuẩn của con gái thời nay rồi, đúng không? Đúng rồi. Vậy làm sao mà con ế được? Trời, ta nói vòng nhiều hoài, chú Hai không có chịu hiểu hay sao? Ủa là trời sao? Ơi, con lịch sự con nói mà chú Hai không chịu hiểu gì hết à. À, là có bạn trai rồi hả con? Dạ. Uổng quá. Thì con xinh xắn, con dễ thương thì con phải có bạn trai chứ, đúng không? Mà nè, con kể chú Hai nghe về bạn trai con nha. Sao con? Trời ơi, con tự hào về ảnh lắm luôn á. Vậy hả? Ảnh hả, tuy ở ngoài nhìn không có quá xuất sắc đâu, nói chuyện với con nhỏ nhẹ, dịu dàng, lịch sự, ga lăng, đầm thắm, nhỏ nhẹ. Trời ơi, chiều con hết mất luôn à. Con hả, lúc nào cũng như công chúa đó với ảnh vậy đó. Sướng ha, sướng ha. Bỏ mộng đi. Cháu trai của chú là bích cửa rồi. Bởi vậy bỏ mộng thôi. Thôi rồi, cũng chúc mừng con. Dạ. Không mà con vậy á, có bạn trai vậy là phải rồi. Dạ. Gì vậy? Cái Mai đây. Ủa? Hả? Trời ơi, sao anh tới mà anh không gọi điện cho em? Em đó nha, làm cái gì bắt anh đợi lâu quá. Trời ơi, em xin lỗi anh. Nhanh cái gì? Việc của mình lo làm đi. Trời đất ơi, ông gì đâu. Già khằng thì còn ngồi với... Ủa mà hai ông người này là ai vậy? Em ngồi nói chuyện trong... Trời ơi, anh nhỏ nhẹ tiếng thôi. Đây là chú Hai. Coi như là chú Hai là bạn thân của cô Lan chủ nhà. Còn đây là anh Tú. Mà anh Tú lại là con của chủ nhà. Hai anh với lại chú là coi như là thân quen với em dữ lắm. À, thì ra đây là ông Hai khu phố mà nhiều chuyện, lùng nhiều chuyện mà em hay nói với em đó hả? À, chú con giới thiệu nha. Đây là anh Phú, người yêu của con, người yêu mà con rất là tự hào đó. Ủa vậy đó hả con? Dạ. À, ăn nói nhỏ nhẹ đó hả con? Lịch thiệp. Lịch sự đó. Trời ơi. Hai người nói như vậy là ý gì? À, dạ đâu có dám ý gì đâu. À, con đó,
không có cha mẹ ở đây ha, để chú hai đại diện cho cha mẹ con, chứ không thôi là con bị gạt, con hiểu không? Không cần đâu, trời ơi, cho dù con ở bên kia, con mà có bồ hay là có người yêu gì á, ba mẹ không có can thiệp vô chuyện yêu đương của con đâu. Quê lưu lưu. Bây giờ con làm sao vậy, là không cần chú hai phải không? Con có bị gì thì con ráng con chịu nha. Ngang, chứ chú thấy cái ngữ này là không có ổn rồi. Không biết đối nhân xử thế sao, muốn nói gì hả? Mày không có nói gì lại tao hết trơn. Trời ơi, trời quê, cũng có mặt quê kìa. Ê, quê. Bây giờ có đồng minh ra đây tiếp diện. Đây nè, coi nè. Con ngang hiếp chú hả? Ờ, đi, nè. Bữa nào. Gì vậy? Vô lát dung kẻ. Trời ơi, yeah. Lâu quá không gặp ấy. Trời ơi, từ cái đợt đó Năm số năm rồi đó. Hôm nay đi đâu, đây? Đi dẫn yêu đi chơi nè. Ê, hỏi thăm nè, dạo này còn ghẻ không? Được. Hình như thấy không có vui. Ê, dạ. Thân thiện quá hả? Ai đây? Ảnh hồi xưa là làm chung công ty với con. Chú nhớ không, hồi đó con xin làm tạp vụ trong cái công ty kia kìa. Sao anh Hải anh bắt con nghỉ đó? Ai vậy, là đồng nghiệp? Dạ không, anh làm chức cao hơn, con làm tạp vụ. Chung công ty là đồng nghiệp rồi. Dạ. Biết chọn bạn ghê vậy đó. Dạ. Mắt đuôi, mắt lé. Dạy bạn lại đi nha. Không có biết đối xử người lớn kẻ nhỏ gì, không có phân định được. Hỗn hào, mất dạy. Ủa còn ngon nữa, cũng không có biết chọn người. Mệt, chuyện của mấy người á, tự lo liệu đi. Bực bội à, ở đây một hồi à, tan thịt nó đó. Thương gì? Ơi, chú. Ủa dụ gì vậy? Hả? Nhờ em coi quán giùm anh. Chứ anh mà còn ở đây thêm một giây một phút nữa là có án mạng xảy ra. Cũng anh không à. Hai người đó với một. Anh Phúc. Gì? Vậy là được đi nước ngoài ở rồi nghe. Ai đi nước ngoài? Thì ông chứ ai. Là sao? Thì ông quen với Vi rồi, ông kết hôn với Vi. Vi ở nước ngoài thì ông theo Vi ra nước ngoài ở chứ sao? Vi, sao em ở nước ngoài mà em không chịu nói với anh? Em tính là khi nào mình kết hôn rồi em mới nói. Yêu mà giấu kiểu này thì chơi qua đường rồi. Trời ơi. Đức ơi, nè tôi nói cho bà nghe nha. Vậy? Tôi là sắp hết bệnh á, mà cái bệnh đó sắp chuyển qua cho bà. Bệnh nặng luôn, bệnh vô duyên. Để tôi đi uống thuốc. Hùng dễ sợ. Em không có tính giấu anh. Mà tại vì em định là kết hôn xong rồi mình đi nước ngoài ở với nhau luôn. Thì có gia đình em ở bên đó, mọi người sẽ chăm sóc cho tụi mình sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng mà anh đi rồi, còn gia đình anh ở đây thì sao? Nhưng mà anh yêu em là anh phải theo em chứ. Em yêu anh, em cũng phải theo anh chứ. Mệt ghê á. Thôi từ tính. Vậy đi. Xong rồi. Nè. Đó. Để đồ đi, trời ơi, hơi lâu chút xíu. Tại em kiếm cái nón. Ủa, xe chưa tới nữa hả? Gần tới rồi. Dạ. Đây, thấy chưa? Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng hết tất cả mọi thứ luôn. Anh, em đã hình dung ra một cái viễn cảnh rất là dễ thương nha. Sao nè? Em sẽ mặc một bộ bikini thật là đẹp. Đẹp quá. Rồi sau đó hả, em sẽ bôi kem chống nắng. Không, cái vụ bôi kem chống nắng là để anh bôi. Đó, bôi kem chống nắng sẽ em xuống biển em bơi. Xong rồi, anh sẽ dắt em đi ăn. Ăn hải sản luôn. Anh nha, anh sẽ tự tay bóc từng con tôm, bóc từng miếng cua ra để mớm cho em ăn. Trời ơi, lãng mạn quá tính quá à. Đồng đi nha, con kéo. Sĩ. Dạ. Con Vi. Dạ. Con xin chú đi biển đúng không? Dạ. Chú cho phép con đúng không? Dạ. Nhưng mà chú tưởng là con đi với bạn gái, nhưng bây giờ chú con đi với thằng này thì không được đi. Ủa sao kỳ vậy? Con đã nói chú rồi, thì con xin chú đi biển với bạn, chú đồng ý. Chứ đâu có hỏi là đi với bạn trai hay bạn gái đâu. Ok. Đi thì biển thì cứ đi. Đi đi. Nhưng mà yêu thì không được yêu. Ủa? Cái này mới kỳ nè chú. Không có gì kỳ hết trơn á. Muốn kỳ thì alo gọi điện hỏi ba má của ông Vi kìa. Trời ơi chú.
chú kỳ quá à. Cái gì cái đụng cái mà chú không nói còn được là chú cứ lôi ba mẹ con vô. Mà ba mẹ con đâu có liên quan gì tới chuyện này đâu. Con lớn rồi chứ bộ. Sao không liên quan? Đẻ con ra mà không liên quan. Ủa chú cũng đâu có rảnh đâu. Trước khi con về đây ba má con đã dặn chú rất là nhiều. Dặn chú với cô Lan là phải canh chừng con. Có nghĩa là không có cho con yêu bất cứ một người nào ở Việt Nam này hết á. Con có hiểu không? Nhưng mà bây giờ đi biển thì đi mà không được yêu. Vậy không lẽ... Nói tóm lại á, đi biển thì cứ đi. Nhưng mà yêu á thì đừng yêu. Anh mà thua là anh phải đi Mỹ với em nha. Còn em mà thua là em phải ở lại Việt Nam với anh nha. Một hai ba. Yeah. Đi Mỹ. Trời ơi. Sao mà anh chủ ụ à? Bộ anh không thương em hả? Thương sao không thương? Nhưng mà giờ nhắc tới công việc nè, em thấy mọi thứ ở Việt Nam anh còn đăng đăng đê đê, chưa có đâu vô đâu hết trơn á. Mà anh mà đi một cái á, là công ty của anh á, mất doanh thu liền. Anh là một người quan trọng, anh đi cái là công ty anh không làm được gì hết. Thì bây giờ công ty anh cũng có làm được gì đâu. Thì coi như là qua bển á, mình xây dựng lại từ đầu. Biết đâu ở bển á, đất màu mỡ nhiều khi nó lại tươi tốt phát triển cho công ty anh hơn. Không đi đâu. Nếu bây giờ anh không muốn đi thì cũng được. Thì bây giờ em sẽ về em nói lại với ông ngoại em. Tại vì ông ngoại đã lỡ bút vé cho anh qua bển, muốn nhìn mặt cháu rể, rồi kêu em là bỏ hết công ăn việc làm tháng đó đi, đưa anh đi chơi, shopping, ăn uống thoải mái. Ông ngoại em cho tiền hết nha. Em vừa nói sao? Ông ngoại mua sẵn vé cho tụi mình. Ừ. Rồi còn bao tụi mình ăn uống nữa hả? Shopping nữa. Shopping nữa? Ừ. Thì dạy gì mình không đi. Ờ? Mình không đi là mình ngu. Mà em nhìn đi, anh đâu có ngu đâu. Mình đúng phải rồi. Đi không đi là sẽ uổng vé. Rồi uổng tâm huyết của ông ngoại dành cho tụi mình. Đúng, đúng rồi, không? Đúng rồi. Vậy thì anh với em phải đi. Chính xác. Vậy là bây giờ trước khi đi Mỹ mình đi biển đi nha. Đi, mình biển, đi biển luôn. Đúng rồi, đi biển. Trời ơi, đi. Dạ. Ủa, con làm gì ngoài này vậy? Chú kiếm con nãy giờ. Dạ, tụi con ngồi chơi tâm sự. Tụi con chuẩn bị đi biển. Ủa, ai cho đi mà đi? Hả? Gì kỳ vậy chú? Làm sao chú nói với con là đi biển thì được, còn yêu thì không được? Sao giờ chú cấm tụi con? Dạ. Chú đâu có cấm đâu. Bà ông trời cấm. Cái gì? Là sao? Thì báo đài người ta đăng tin kìa, có bão lớn kìa. Cấm ra biển trong vòng một tuần với mọi hình thức. Trời ơi, xui quá à. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Có.